có điểm du lịch của tỉnh Khánh Hòa nha các bạn. Biển Hải, Biển Hải Dương Học. Hôm nay thì bảo tồn và lưu trữ rất là nhiều sinh vật. Đây là biểu tượng của Biển Hải Dương Học đó các bạn. $40,000 các bạn. Được rồi. Ồ đẹp mà Diễm. Đẹp không? Cá nó nổi lội trên, đưa trên lên trên luôn kìa. Cá trình to dữ ta. Quá bự luôn, con này mấy chục ký luôn á. Làm gì mà hẻ mồm hẻ đồ gớm mà. Con kia khác nó gì kìa. Thở nó thở á. Nó thở đường nước nó chạy ra bên hông kìa. Trong đây có các loại cá. Cá này cá mâu tiên, biểu tượng của Biển Hải Dương Học các bạn. Cá này có chứa chất độc các bạn. Quá đẹp. Quý vị các bạn, đây là loại cá mâu tiên, biểu tượng của Biển Hải Dương Học các bạn. Cá này thì có chứa chất độc. Nhìn rất là đẹp sặc sỡ. Đây là 4 con, 5 con. Nhìn thì đẹp không? Cá này nó vô nó làm biểu tượng đó. Độc. Nhưng mà đụng vô là độc đó. Mặt có chịu chứ. Lầm liền. Nhìn đẹp nhé. Mấy con cá biển này là khi nó còn sống cái sắc tố nó còn nhìn đẹp, khi nó chết nó mất sắc tố hết đẹp. Rồi bên này có những loại cá nhỏ nha bạn. Đây Phi. Thấy chưa? Cá này đây, cá này có màu tím. Màu tím. Anh này cá ngựa. Đẹp chưa? Nhìn ở trên cái con này, cái ngựa này to nè. Nó quấn cái đó, nguyên cái con này cũng quấn ngay cây. À. Cái mỏ như ngựa. Con này nó đang làm gì nè? Đang đâu? À đang giao phối. Đang giao phối quá. Nó đang giao phối đó. Tại sao con có con bên cạnh nữa kìa? Ồ màu vàng, có loại màu vàng nữa kìa em. Ừ. Thấy không? Hai bè này đang giao phối, bè kia đứng chỉ trợ người ta, người ta đang giao phối đứng đó. Anh, hai thằng này đang giao phối đi. Đó. À. Đẹp chứ? Ừ. Ồ cái con nó cái con nó mới đẹp kìa. Ừ. Màu đỏ. Một con màu đỏ với một con màu xám chút. Nó quấn trên mấy thân cây các bạn, nhiều lắm. Nhìn kỹ mới thấy được. Giống như là mấy. Còn mấy cái cá mà nằm ở trên cây đó là cái gì đó? Cũng thực vật phù du đó em. Xong cái gì vậy? Nhả ra cái gì vậy? Nhả ra gì vậy? Nhả ra cái gì vậy? Có. Nhả rồi. Nhả cái gì vậy? Ồ con nó đã chứ màu đỏ. Hai anh này anh màu vàng này anh làm gì đây? Anh màu vàng giống như đi phá đám. Đúng.
thì tình và đám người ta đang dính với nhau một chút đó không chị? Anh thấy sao đúng phải đám không? mỗi con đu một cành. Mỗi con đu một cành. Rồi nó nhả ra đó, đó. Lội ra đó. À, bà kia bà chui vô. Bà ấy tiếp kìa. À, chưa. Đó. Có khả năng không? Có khả năng chứ còn nữa. Có khả năng không? Có, phải chưa? Rồi, vậy là lần thứ hai. Bà kia bà cái. À, anh được, cái gì anh chờ, hay thiệt chứ. Kìa, anh kia nó kìa. Ừ. Tôm bác sĩ nha. Đây là tôm bác sĩ nha các bạn, nhìn rất là đẹp. Trên lưng có màu đỏ. Một cái lằn trắng. Quá đẹp luôn. Dung quạt này giới thiệu các bạn là dung quạt nha các bạn. Hình như cái quạt. Con này là con dung quạt. Dung quạt. Nhìn ở trên cái vòi đấy giống cái quạt ha. Con cá là cá hồng y. À nhìn ở cái vây đằng sau giống chữ y đó em. Cho nên ta đặt cá hồng y. Sắc tố rất là đẹp. Bể bên này đây là cá trình sọc quăng. Hồi nãy mình gặp cá trình kia. Anh cá trình sọc quăng nhìn thấy ghê quá em ơi. Như con rắn. Ừ, bên này con đó nè. Rồi, tiếp ô bên này đây là cá kẽm. Mắt rất là lộ to. Này cá kẽm nha các bạn. Cá kẽm. Cá này tự như cá bóng mú. Nó có sắc tố khác nhau. Con này là con tôm hùm Alaska nha các bạn. Này tôm hùm Alaska. Tôm hùm này còn nhỏ, tôm hùm Alaska cái bự lắm. Sao bị? Này con này con nhím biển nha các bạn. Nhung, nhung. Này con sao. Nhung nè. Này đây nè. Này con nhung mình. Này con sao. Con này nhìn thấy ghê quá, đen đen nè. Gớm. Con này con gì mà gớm vậy? Nó kêu là bằng động vật da gai đó, tích hợp ở đây hết nè. Da nó có gai. Đây con nè. Nó tích hợp đây là những động vật da gai nha các bạn. Dưới biển. Cá mó đèn, đẹp quá. Đẹp thiệt. Sắc tố xanh với đỏ đủ thứ màu á. Bên này là cá mó đèn nha các bạn. Rồi, bên này giới thiệu tiếp đây là cá bò hỏa tiễn. Cá bò thì mình gặp đánh bắt rất là nhiều rồi, nhưng mà lần đầu tiên mình thấy nó còn sắc tố đó các bạn, rất là đẹp. Khi nó mất sắc tố thì nó màu vàng nhợt. Này cá bò hỏa tiễn. Bên này có một con nữa nè các bạn. Nhìn đẹp quá. Tàu này có được 3 con. Ở đằng sau phía đuôi nó có một cái chấm đen các bạn. Con này vậy. Rồi con kia nó trốn vào hốc đá rồi. Rồi bên này là cá bóng đuôi kéo.
À, nhìn cái đuôi nó giống như cây kéo cho nên chắc nó có tên là cá bóng đuôi kéo các bạn. Tiếp theo ở khu vực phía bên này, đây là san hô mềm. Trong san hô mềm là có mấy loại cá đẹp quá các bạn. Đây nó nhọn cá đây. Cá là màu vàng. Ở trong kia có một loài cá nó đang ở trong cái san hô các bạn, nhìn đẹp quá. Đây cá này cũng đẹp mà. Mỗi một loại có một sắc tố khác nhau. Cá kia màu vàng, cá này nhìn kiếm sen. Rồi, giới thiệu các bạn tiếp theo bên này. Cá bò Picasso. Cá bò Picasso. Thân rất là dẹp các bạn. Ở trong bể là có những con san hô. San hô này còn sống nè các bạn, rất là đẹp. San hô này còn sống cho nên nó còn sắc tố nè. Khi mà nó chết đi là nó hết sắc tố rồi. Ở phía dưới này các bạn, đây là san hô các bạn. Ở trong kia vậy, san hô. Nhìn san hô là còn sắc tố cho nên rất là đẹp. Khi mà nó chết đi là mất sắc tố hết. Rồi phía bên này là cá khoang và hải quỳ. Cá khoang cổ. À, đặc điểm nó là nó có một cái màu trắng ngay cổ cho nên chắc đặt tên là cá khoang cổ. Và trong kia là hải quỳ. Hải quỳ một sinh vật có tên trong sinh vật của trung học cơ sở các bạn. Trong kia là hải quỳ. Bên này là con sam. Con sam thì ở biển mình cũng thấy nhiều rồi. Anh là sam đây, nó vừa đây các bạn. Ở trong kia có một con sam nữa kìa, gốc trong kia. Phần trên vỏ nó rất là cứng các bạn, nó có cái đuôi rất là nhọn, nó vùi với cát đây nè. Trong góc kia cũng có con nữa kìa. Bên này là cá khoang cổ đỏ. Phần trong này thì cũng có những thực vật phù du nó sống trong này, sinh sôi để nở. Đây có các con cầu đỏ, con này to nè. Đây nó đang lội lên đó các bạn, rất là to. Lớn thì sắc tố nó màu đẹp quá. Mấy cái con mà kia thì sắc tố nó chưa lên nhiều. Cá thù lù. Cá thù lù. Cái tên nó gì quá. Nhìn mấy con là còn sống, nhìn đẹp quá, sắc tố đẹp quá. Nó chết là hết sắc tố, đẹp rồi. À, vậy là nó chắc nó lặn biển. Lặn biển. Bên này cá bắp nẻ điện, vậy là con này nó phóng điện, cũng có điện đó, nhìn đẹp chưa. Tính ra con mấy con này nó cơ động nè, lộ nhanh.
kim nè. Này trai tai tượng. Này con trai tai tượng đó bạn. Cái miệng nó mở ra nó phình ra bạn. Còn cái phần vỏ của nó các bạn làm thế nằm ở phía dưới đó. Cái miệng đưa ra nó thở. Cá tai tượng. Chai tai tượng hay là cá? Chai tai tượng. Mỗi con nó có sắc thái khác nhau kìa. Không con nào giống con nào hết. Mỗi này là cái gì đây? Chim xanh.